quy định về cách ly học sinh là F1 và xử trí ca mắc COVID-19 khi học trực tiếp. Quy trình xử trí khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trong cơ sở giáo dục gồm 4 bước vừa được Bộ Y tế ban hành. Cùng với đó, ngành y tế đề nghị cơ sở giáo dục không bắt buộc tất cả học sinh phải xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại trường học trực tiếp. Cụ thể như sau. Bước 1, khi có trường hợp F0 báo ngay cho hiệu trưởng, ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch COVID-19 của nhà trường. Cán bộ y tế trường học hoặc ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch của nhà trường chuyển ngay trường hợp F0 xuống phòng cách ly tạm thời của trường học theo lối đi riêng đã được phân luồng. Bước 2, hiệu trưởng, ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch COVID-19 của nhà trường thông báo đồng thời ngay cho trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế đã được giao nhiệm vụ phân công hỗ trợ trường học trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để ngay lập tức đến xử lý cùng. Bước 3, đối với lớp học có học sinh là F0, giáo viên chủ nhiệm cho học sinh ngồi yên tại chỗ, cán bộ y tế trường học và ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã tổ chức điều tra xác định các trường hợp F1 theo hướng dẫn của ngành y tế. Việc xác định trường hợp là F1 thực hiện theo công văn số 11042 ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19. Cán bộ y tế trường học và ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó. Nếu trường hợp có kết quả xét nghiệm nguyên nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 thì được xác định là F0 và xử lý theo quy định. Nếu không phải là F1 và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính, cho những học sinh này đi học trở lại bình thường. Đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, nếu trong lớp học có một ca xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2, thì cho toàn bộ trẻ trong lớp đó cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà lưu trú trong vòng 7 ngày và xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc PCR vào ngày thứ 7. Các trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 được đi học trực tiếp trở lại, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm tiếp tục theo dõi sức khỏe cho trẻ trong 3 ngày tiếp theo. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất vị giác hoặc triệu chứng nghi ngờ khác thì phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, hiệu trưởng, ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch COVID-19 của nhà trường để theo dõi và xử trí theo quy định. Bước 4. Đối với lớp có học sinh là F0, sau khi xác định đối tượng là F1, cho học sinh không phải là F1 di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học. Đối với học sinh các lớp khác, nếu không có sự giao lưu tiếp xúc với F0 thì cho đi học bình thường. Nếu xác định có tiếp xúc gần F1 với trường hợp F0 thì tiến hành xét nghiệm nhanh kháng nguyên với trường hợp là F1 và xử lý F1 như bước 3. Cơ sở giáo dục không bắt buộc tất cả học sinh phải xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại trường để học trực tiếp. Bộ Y tế lưu ý trường hợp phát hiện học sinh là F0 đang ở nhà, phụ huynh cho học sinh nghỉ học, báo ngay với nhà trường và trạm y tế cấp xã. Nhà trường, trạm y tế cấp xã tiến hành truy vết các trường hợp học sinh là F1 liên quan và xử lý các trường hợp F1 như trên. Yêu cầu các cơ sở giáo dục không bắt buộc tất cả học sinh phải xét nghiệm trước khi trở lại trường học để học trực tiếp, chỉ xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ như là sốt, ho, khó thở hoặc có triệu chứng nghi ngờ khác, hoặc có tiền sử tiếp xúc với F0. Về việc tổ chức học bán trú của học sinh, Bộ Y tế nêu rõ, nếu tổ chức cho trẻ học bán trú, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và ngành giáo dục đào tạo. Trong đó bảo đảm theo nguyên tắc hạn chế giao lưu tiếp xúc giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp. Ưu tiên tổ chức ăn, ngủ, nghỉ ngay tại lớp học, học sinh lớp nào ăn, ngủ, nghỉ riêng theo lớp đó không chung với các lớp khác. Học sinh ăn theo suất ăn riêng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn. Vệ sinh khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tổ chức cho học sinh ăn, nếu tổ chức ăn ở nhà ăn chung của nhà trường. Bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào các nội dung hướng dẫn nêu trên để chỉnh sửa bổ sung vào sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học và các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.